Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát thời gian qua, thì có hàng ngàn nhân viên y tế đã tình nguyện tham gia chống dịch nhằm chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần, giúp ngành y tế giải quyết vướng mắc hậu COVID-19. Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn về việc phê duyệt kinh phí khen thưởng chống dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khen thưởng cho lực lượng nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí khen thưởng của thành phố đã bố trí cho ban thi đua khen thưởng. Đại diện Sở Y tế thành phố cho hay, số lượng nhân viên y tế và tình nguyện viên tham gia chống dịch được khen thưởng khoảng 40.000 người, với tổng kinh phí 19 tỷ đồng. Hiện Sở Y tế đã hoàn thành danh sách.